Xin chào tất cả các em thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào buổi giải bài tập của bài hàm số ở trong sách bài tập nhé. Và bài đầu tiên chúng ta đến đó là bài 35. Ở bài 35 yêu cầu chúng ta như sau: đại lực Y có phải là hàm số của đại lực X không? Nếu bạn các giá trị tương ứng của chúng là, đầu tiên là ở bảng A. Vậy ở đây á, người ta yêu cầu chúng ta xác định là đại lực Y có phải là hàm số của đại lực X hay không, thì chúng ta phải nhớ lại về định nghĩa của hàm số. Y được gọi là hàm số của x khi nào nhỉ? Khi đại lực Y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x. Và với mỗi giá trị của x thì chúng ta sẽ xác định được chỉ một giá trị của Y tương ứng, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét câu A trước nhé. Chúng ta thấy ở đây có gì nhỉ? Đại lượng Y ở dòng thứ nhất là đại lượng X, và đại lượng X của chúng ta thay đổi. Đại lượng dòng thứ hai là đại lượng Y, và đại lượng Y cũng thay đổi. Với mỗi giá trị của X thì chúng ta tìm được một giá trị của Y, và các giá trị này là không trùng nhau, đúng không? Vậy là với mỗi giá trị của X ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y. Bởi vậy ở đây cô kết luận là Y là hàm số của X ha. Và bây giờ chúng ta cùng viết này. Ta có là đại lượng Y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X, đúng không? Và cái thứ hai đó là với mỗi giá trị của x thì chúng ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của y. Bởi vậy hai điều này cô theo như định nghĩa của hàm số, cô kết luận rằng Y là hàm số của X ha. Là hàm số của X. À, vậy là chúng ta vừa ôn lại được cái định nghĩa của hàm số và xác định được câu A là Y là hàm số của X. Vậy tiếp theo cô sẽ xét đến bảng B. Bảng B thì cũng cho chúng ta dòng đầu tiên là X và dòng thứ hai là Y. Nhưng các em để ý cho cô là X ở đây là có hai giá trị. X đều bằng 4. Đây là cột thứ nhất và cột thứ hai. Là X đều bằng 4. Nhưng mà Y thì mình xác định được bao nhiêu giá trị của Y đây? Hai giá trị của Y lận, đúng không? Vậy thì một giá trị của x mà xác nhận được hai giá trị của y khác nhau, vậy thì y có phải là hàm số của x không nhỉ? Đúng rồi, theo định nghĩa của hàm số thì y không phải là hàm số của x. Vậy thì chúng ta có kết luận như sau. Ta thấy này, đầu tiên là ta thấy với giá trị của x bằng 4 thì chúng ta sẽ xác định được hai giá trị của y. Với x bằng 4 thì ta xác định được hai giá trị của y là y bằng trừ 2 và y bằng 2. Bởi vậy thì cô sẽ suy ra được Y không phải là hàm số của X.
suy ra. Vậy thì các em khi mà xét tại hàm số hay không thì chúng ta để ý đến giá trị của x, nếu x có hai giá trị mà tìm được x có hai giá trị giống nhau mà tìm được hai giá trị của y khác nhau thì y không phải là hàm số của x nhé. Vậy thì chúng ta cùng qua câu C xem hàm số y có phải là hàm số của x ở trong câu C này không nhé. Đầu tiên chúng ta cũng có một bảng, dòng đầu tiên là x, dòng thứ hai là y. Và x của chúng ta là thay đổi. Với mỗi giá trị của x thay đổi thì chúng ta thấy sao nhỉ? Y luôn luôn bằng 1. Tức là y luôn luôn không đổi với sự thay đổi của x. Vậy thì y được gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là hàm hằng nhá. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là ta thấy được rằng là đại lượng ít thay đổi nhưng mà đại lượng y luôn luôn, giá trị của đại lượng y không thay đổi, luôn luôn bằng 1, thấy không? Nên y được gọi là hàm hằng. Y luôn bằng 1 ha. Nên y được gọi là hàm hằng. Đó, các em lại được ôn thêm một cái khái niệm về hàm hằng. Rồi chúng ta qua bài 36 nhé. Bài 36 cho các em là cho hàm số y bằng fx và được cho bởi công thức là fx bằng 15 phần x. Đó, y bằng fx và bằng 15 phần x. Ở câu A thì cho chúng ta bạn nè, hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y bằng fx vào trong cái bảng sau. Chúng ta cùng kẻ bảng ra nhé. Câu A này chúng ta có x y bằng fx, x bằng -5 -3 -1 1 3 5 và 15. Vậy thì chúng ta cùng cùng kẻ bảng và tính thử xem với mỗi giá trị của x thay đổi thì chúng ta sẽ tìm được y bằng bao nhiêu nhé. Và bây giờ cô và các em cùng tính để phân biệt được cái kết quả mà chúng ta điền vào, thì cô sẽ sử dụng phấn màu để điền vào những cái ô trống này ha.
Đầu tiên này, mình có là y bằng fx và bằng 15 phần x ở đây với giá trị x bằng 5. X bằng trừ 5 thì chúng ta sẽ thay thế x bằng trừ 5 lên đây thì chúng ta sẽ được là y sẽ bằng 15 phần trừ 5. Đây là 15 phần trừ 5. 15 phần trừ 5 là dương chia cho âm được kết quả âm. 15 phần 5 tức là 15 chia 5 được 3. Vậy kết quả ở đây là trừ 3. Tương tự như thế, x của mình bằng trừ 3. Thì cô thay x bằng trừ 3. Trừ 3 vào đây, chúng ta được là 15 phần trừ 3. Dương chia âm được âm. 15 chia cho 3 thì được 5. Đúng chưa nào? Tiếp theo, x bằng trừ 1 cô thế vào đây thì mình được là y sẽ bằng 15 phần trừ 1. Dương chia âm được âm. Rồi, 15 chia cho 1 là được 15. Rồi, tiếp theo. Với x bằng 1 thì chúng ta sẽ thế vào đây mình sẽ được là y bằng 15 phần 1. 15 chia 1 được 15. Ghi 15 vào ha. Tiếp theo, x bằng 3 thì mình thay 3 vào đây mình được 15 phần 3. Y bằng 15 phần 3 tức là 15 chia 3 là được 5. Ghi kết quả 5 vào đây. Tương tự như vậy, x bằng 5, 15 chia cho 5 được mấy nhỉ? Đúng rồi, 15 chia 5 được 3. Rồi, x bằng 15 mình được là y bằng 15 phần 15. 15 chia cho 15 thì bằng 1. Khá là đơn giản đúng không? Em tính toán cẩn thận cho cô về dấu là được. Nhiều bạn sẽ bị lộn về dấu. Nhớ là dương chia cho âm thì bằng âm ha. Khác dấu thì nó đang dấu âm, còn cùng dấu thì nó đa dương đối với phép nhân và phép chia. Tiếp theo mình sẽ qua câu B. Câu B yêu cầu chúng ta tính f của trừ 3. F của trừ 3. Phải, các em nhớ lại cho cô này. Đây là fx, vậy là f trừ 3 ở đây. Vậy trừ 3 này đóng vai trò là chữ gì nhỉ? Trừ 3 đóng vai trò là x. Vậy ở đâu có x mình thay bằng trừ 3? Mà trên này may quá chúng ta đã tính rồi ha. Thì chúng ta chỉ cần thay vô thôi là bằng 15 phần trừ 3 là được. Kết quả là trừ 5. Dạ, yeah, giống ở đây này. Và yêu cầu các em tính lại f của 6 nữa. Vậy thì ở đâu có x cô sẽ thay bằng 6 thì cô sẽ được là 15 phần 6. Và 15 phần 6 thì cô rút gọn được với bao nhiêu nhỉ? Cô rút gọn được với 3 đúng không? 15 chia cho 3 được 5. 6 chia 3 được 2. Vậy kết quả của mình là F6 bằng 5 phần 2. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là bài 37. Ở phần này thì cũng khá là đơn giản, các em chỉ cần thay x vào là chúng ta tìm được đúng không? Nhớ là tính toán thì các em nhớ cho cô về nhân chia với số âm với dấu trừ đó, để không bị nhầm lẫn. Rồi chúng ta qua bài 37. Và 37 cho các em như sau. Cho hàm số y bằng fx và được cho bởi công thức là fx bằng 2x bình phương trừ 5. Hãy tính f1, f-2, f0 và f2. Bài này thì cũng khá là đơn giản, nhiều bạn chắc tính rất là nhanh rồi. Bạn nào mà theo dõi video của cô nhiều thì chắc tính cái này nhanh ơi là nhanh luôn đúng không nào? Vậy thì chúng ta cùng làm nha.
Đó, ta gọi y bằng fx bằng 2 trừ 2 nhân x bình phương. Thấy không? Cô ghi nhầm đề rồi. Cô ghi đề của bài 38 rồi. Hai nhân x bình phương trừ 5. Vậy thì đầu tiên người ta yêu cầu chúng ta tính f của 1. Vậy fx thì x ở đây là bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Ở đâu có x chúng ta sẽ thay bằng 1. Cô sẽ có là f của 1 sẽ bằng 2 nhân với 1 bình phương trừ 5. 1 bình phương là bằng 1, 2 nhân 1 là bằng 2. Vậy cô sẽ được là 2 trừ 5. 2 trừ 5 thì được kết quả là mấy nhỉ? Bằng trừ 3 đúng không? Vậy F1 bằng trừ 3. Tiếp theo mình sẽ tính F trừ 2. Vậy ở đâu là x thì cô sẽ thay bằng trừ 2 vào. Mình được là 2 nhân với trừ 2 tất cả bình phương. Đây, đóng vai trò là x đây ha. Trừ 5. Vậy mình sẽ được là 2 bình phương là mấy nhỉ? Cô viết xuống dưới này cho dễ nhìn nhé. 2 nhân với 2 bình phương là bằng 4 trừ đi 5. Viết lại. 2 nhân 4 là 8 trừ đi 5. 8 trừ 5 bằng mấy nhỉ? Bằng 3. Rồi, chúng ta qua tính F0. Đó, ở đâu là x thì cô sẽ thay bằng số 0. Thì mình sẽ được là 2 nhân 0 bình phương trừ đi 5. 0 bình phương là 0. 2 nhân 0 là 0, trừ đi 5 là bằng trừ 5. Được không? Theo cô sẽ tính của f của 2. Đó, thì ở đâu là x thì cô sẽ thay bằng số 2. Thì cô sẽ được là 2 nhân với 2 bình phương trừ đi 5 bằng 2. 2 bình phương là 4 trừ đi 5. Cô sẽ được là 2 nhân 4 là 8. 8 trừ đi 5 là bằng 3. Dễ không? Quá dễ đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng qua bài 38. Bài 38 cho các em như sau. Cho hàm số y bằng fx bằng 2 trừ đi 2x bình phương. Hãy khoanh tròn và chữ cái đứng trước khẳng định đúng. Và ở đây các em quan sát giúp cô. Câu A là tính f của 1 phần 2 là bằng 0. Câu B là f của trừ 1 phần 2 bằng 4. Câu C là f của 1 phần 2 bằng 3 phần 2. Câu D là f của trừ 1 phần 2 bằng 5 phần 2. Và ở trong đây thì chúng ta thấy được rằng ở bốn câu này đều tính là f của 1 phần 2 và f của trừ 1 phần 2 đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần tính hai phép tính là chúng ta chọn ra được câu nào là câu câu đúng rồi đúng không? Đây, mình có y bằng fx và bằng 2 trừ đi 2 nhân x bình phương. Ở tất cả ở đây thì đều có là tính tính f của 1 phần 2 và f của 2 thôi, cho nên cô sẽ tính ra f của 1 phần 2 sẽ bằng 2 trừ đi 2 nhân với 1 phần 2 tất cả bình phương. Cô được đó là 2 trừ đi 1 phần 2 tất cả bình phương là bằng 1 phần 4 đúng không? Đây cô sẽ rút gọn 2 với 4 thì cô sẽ được 2. Vậy ở đây cô có là 2 trừ đi 1 phần 2 bằng với 2 trừ đi 1 phần 2. Cô quy đồng mẫu số là 4 thì cô sẽ được là mẫu số là 2 thì cô sẽ được đây là 2 nhân 2 là 4. 4 trừ 1 trên mẫu số chung là 2. Vậy thì 4 trừ 1 sẽ được 3.
kết quả là 3 phần 2. Đúng không? Đó, bây giờ tương tự như vậy cô tính f của trừ 1 phần 2. Ở đâu là có x thì cô thay bằng trừ 1 phần 2 vào. Thì cô thấy rằng trừ 1 phần 2 bình phương thì cũng là bằng bằng 1 phần 4. Giống mình trên không? 2 trừ đi 2 nhân 1 phần 4. Vậy thì kết quả cũng là bằng 3 phần 2. Đúng không? Vậy thì chúng ta xem các câu này. Câu A f của 1 phần 2 bằng 0. Mà f của 1 phần 2 của mình tính ra là nhiêu? Bằng 3 phần 2. Vậy câu A là đúng hay sai nhỉ? Là sai đúng nhá. Tiếp theo câu B là f của trừ 1 phần 2 bằng 4. Mà f của trừ 1 phần 2 mình tính ra bao nhiêu đây? Bằng 3 phần 2 luôn đúng không? Vậy là câu B là khẳng định sai. Câu C là f của 1 phần 2 bằng 3 phần 2. Đây, mình tính f của 1 phần 2 bằng 3 phần 2. Vậy câu C là câu đúng 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 chưa nào? Câu D là f của trừ 1 phần 2 là bằng 5 phần 2. Mà f một phần, trừ 1 phần 2 mình tính ra là bằng 3 phần 2. Bởi vậy, câu D cũng là khẳng định sai. Vậy chỉ có một câu đúng ở đây là câu C ha. Vậy mình sẽ chọn đáp án chọn đáp án C ha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bài 39. Và bây giờ mình tiếp tục với bài số 39. Bài số 39 cho các em như sau. Cho hàm số y bằng 3 phần 5x, điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Vậy thì mình có được rằng y bằng 3 phần 5x đúng không? 3 phần 5x. Và ở đây thì ta thấy được rằng ở đầu tiên là mình thấy là những cái ô nào người ta cho x thì người ta sẽ trừ lại ô y. Và những ô nào người ta cho mình ô y thì người ta trừ cho mình phần x. Tức là người ta cho mình x và tìm y và cho y và tìm x. Vậy thì chúng ta có tìm được không nào? Được đúng không? Mình có công thức rồi và mình sẽ tìm được được x và y tương ứng. Đầu tiên là với x bằng bao nhiêu đây? Với x bằng trừ 5 thì cô sẽ suy ra y sẽ bằng nhiều bao nhiêu nhỉ? Cô sẽ thay ở đâu là x thì cô sẽ thay bằng trừ 5 vào. Chúng ta sẽ được là 3 phần 5 nhân với trừ 5. Cô thấy rằng 5 với 5 có thể rút gọn, 5 với trừ 5 có thể rút gọn được. Thì cô sẽ rút gọn này với 5 thì ở dưới sẽ được 1, trên được là trừ 1. 3 nhân với trừ 1 là trừ 3, chia cho 1 là bằng trừ 3 ha. Đó, vậy kết quả đầu tiên của mình y bằng trừ 3, cô viết vào đây ha. Tiếp theo người ta cho mình là y bằng trừ 0,5. Vậy mình thay y bằng trừ 0,5 vào đây và chúng ta tìm được được x. Tiếp theo là với y bằng trừ 0,5 thì cô sẽ có là trừ 0,5 sẽ bằng 3 phần 5 x đúng không? Vậy thì tương đương với cô sẽ được là x bằng trừ 0,5 chia cho 3 phần 5. Đúng chưa? Đây cô sẽ giải x ra thì cô sẽ được x sẽ bằng trừ 0,5, cô đổi ra phân số là trừ 1 phần 2 nha. Chia thì cô thắng nhân nghịch đạo là nhân 5 phần 3. Vậy thì âm nhân dương ra âm. 1 nhân 5 ra 5. 2 nhân 3 được 6. Vậy kết quả là trừ 5 phần 6. Đúng không? Cô sẽ ghi vào lại là trừ 5 phần 6. Tiếp theo, ở đây là y bằng 0, vậy mình sẽ tìm x. Với y bằng 0
thì cô sẽ suy ra được đáp án 0 sẽ bằng 3 phần 5 nhân x. Vậy tương đương với x sẽ bằng 0 chia cho 3 phần 5 đúng không? 0 chia cho số nào đi chăng nữa thì cũng bằng 0. Vậy cho nên cô điền vào đây là số 0 đúng không? Loại tiếp theo người ta cho mình x bằng 3,5. Với x bằng 3,5 thì cô sẽ tính được y đúng không? Thì ra y sẽ bằng 3 phần 5 nhân với x. X ở đây là 3,5, cô thay vào. Tương đương với y sẽ bằng 3 phần 5 nhân với 3,5, cô phải đổi ra phân số. Vậy 3,5 là bằng 7 phần 2. Thì cô sẽ có là tự nhân tự, mẫu nhân mẫu đúng không? 3 nhân 7 là 21. 2 nhân 5 là 10. Này là tối giản rồi, cho nên chúng ta sẽ ghi kết quả này vào đây. 21 phần 10. Rồi, đối với trường hợp y bằng x bằng 10 với y bằng với x bằng 10 thì cô sẽ tính được tự y đúng không? Y sẽ bằng 3 phần 5 nhân với 10. Cô thấy là 10 rút gọn được với 5 là được 2, vậy 3 nhân 2 là bằng 6. Kết quả của mình là bằng 6. Cô sẽ điền vào đây là số 6. Rồi các em cùng thực hiện phép tính và so sánh xem có đúng với cô không nhé. Và bây giờ mình sẽ qua bài tiếp theo là bài 40. Bài 40 thì cho mình 4 bảng như sách bài tập trang 73. Các em quan sát giúp cô nhé, để cô hỏi vẽ lên bảng. Các em cùng đọc đề thật kỹ này. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng? Nhớ nha, đề bài ở đây là hàm y không phải là hàm số của x, chứ không phải là phải đâu. Cho nên các em đọc phải chú ý đến cái yêu cầu của đề bài để phân tích được câu nào mình cần chọn. Ở đây là tìm y không phải là hàm số của x. Vậy thì đầu tiên chúng ta quan sát ở bảng A. Bảng A cho chúng ta một cái bảng gồm có dòng trên là x, dòng dưới là y. Và ở dòng trên thì chúng ta thấy là x bằng 1 bằng 1. Vậy là có hai cái x bằng 1. Và với mỗi cái x bằng 1 thì cô xác định được một cái y khác nhau. Là với hai x cùng một với một giá trị thì cô xác định được hai giá trị của y. Và với x đều bằng 4, cô cũng xác định được hai giá trị của y. Vậy thì y có phải là hàm số của x không nhỉ? Đúng rồi, y không phải là hàm số của x. Vậy là câu A là y không phải là hàm số của x nha. Câu A, y không là hàm số của x. Em nói lại để tí nữa mình khoanh đáp án. Tiếp tục câu B. Ở ý B thì chúng ta cũng có một bảng và giá trị của x thay đổi. Với mỗi giá trị của x thì chúng ta đều xác định được một giá trị của y. Vậy thì y ở đây là hàm số của x. Vậy, câu B là hàm số rồi nè. Câu C. X của chúng ta cũng thay đổi và với mỗi giá trị thay đổi của x thì chúng ta luôn xác định được y bằng 0. Và y ở đây được gọi là hàm gì nhỉ? Hàm hằng đúng không? Tiếp theo là câu D. X của chúng ta cũng thay đổi và với mỗi giá trị của x thì người ta đều xác định được chỉ một giá trị của y. Bởi vậy cho nên câu D cũng là hàm số. Y cũng là hàm số của x, vậy chỉ có mỗi câu A thôi đúng không? Vậy là mình khoanh vào ý A ha. Bài này thì ôn lại khái niệm của hàm số rồi, cũng khá là dễ. Chúng ta qua bài 41. Bài 41 cho các em như sau.
cho hàm số y bằng 8 phần x, tìm các giá trị tương ứng của y, tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2, 4, trừ 1, trừ 4. Vậy là mình sẽ có y bằng 8 phần x. Và người ta yêu cầu mình tìm là với tìm giá trị tương ứng của y khi x bằng 2, x bằng 4, x bằng trừ 1, x bằng trừ 4. Vậy thì cô sẽ đặt đặt hàm số này là y bằng fx. Hãy tính ở đây, tức là tìm tìm y khi x tương ứng bằng 2, bằng 4, bằng trừ 1, bằng trừ 4. Tức là cô sẽ tính f2, f4, f trừ 1 và f của trừ 4, đúng không nào? Vậy thì với x bằng 2, tức là cô sẽ tính f2, thì cô sẽ được là ở đâu là có x, cô sẽ thay bằng 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 số 2 vào, thì cô sẽ được 8 phần 2 là bằng bằng 4. Tiếp theo, với x bằng bằng 4 thì cô sẽ tính f mấy nhỉ? F của 4. Đây là dấu hai chấm nhá. Bằng 8 phần 4 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2 đúng không? Và tiếp theo là với x bằng nhiêu đại? Bằng trừ 1. Thì cô sẽ tính f của trừ 1 sẽ bằng 8 phần trừ 1 và bằng trừ 8. Đúng không? Dương chia âm ra âm, 8 chia 1 ra 8. Rồi, tiếp theo là với x bằng trừ 4 thì cô sẽ tính f tại trừ 4 sẽ bằng 8 phần trừ 4 bằng dương chia âm ra âm, 8 chia 4 được 2, kết quả là bằng trừ 2. Vậy thì khá là dễ đúng không? Và bây giờ chúng ta qua bài 42. Ở đây thì mấy cái bài này chúng ta làm đi làm lại nhiều thì các em sẽ quen và tính rất là dễ dàng. Chỉ có những cái phép tính cộng trừ nhân chia thì các em làm cho chuẩn ha. Đừng có để nhầm lẫn là mình sẽ bị sai. Bài 42 cho chúng ta như sau: cho hàm số y bằng fx và bằng 5 trừ 2x. Câu A yêu cầu các em tính f trừ 2, f trừ 1, f0 và f3. Câu B là tính các giá trị tương ứng của x tương ứng với y bằng 5, y bằng 3 và y bằng trừ 1. Thì đầu tiên cô tính câu A trước đi ha. Có y bằng fx bằng 5 trừ đi 2x. Câu A yêu cầu các em tính f của trừ 2. Vậy ở đâu có x cô sẽ thay bằng trừ 2 vào thì được 5 trừ đi 2 nhân với trừ 2. Cô được 5, trừ nhân trừ là cộng, 2 nhân 2 là 4. Vậy kết quả của cô là được 9. Tiếp theo là x của trừ 1. Ở đâu có x cô thay bằng trừ 1? Được là 5. Viết lại, trừ nhân trừ là cộng, 2 nhân 1 là 2. Vậy cô được kết quả là bằng 5 cộng 2 bằng 7. Tiếp theo tính f của 0. Vậy ở đâu có x cô sẽ thay bằng 0? Vậy thì để lại 5 trừ đi 2 nhân 0 là bằng 0. Kết quả là được 5. Đúng không? Tiếp theo cô tính f của 3. Ở đâu có x cô thay bằng số 3? 5 trừ đi 2 nhân với x là nhân với 3. Cô được 5 trừ đi 2 nhân 3 là 6. Vậy 5 trừ 6 thì được trừ 1. Yeah.
Tiếp theo là ở câu B. Câu B yêu cầu các em tính giá trị của x tương ứng khi y bằng 5, y bằng 3, y bằng trừ 1. Vậy là phải tìm x đúng không? Mà mình có công thức này. Y bằng 5 trừ 2x. Vậy để ở đây dễ tìm ra x thì cô sẽ suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? Các em cùng tính với cô nhé. Mình viết qua đây cho dễ nhìn nè. Cô viết bằng phấn màu ha, phấn để nháp nè. Y bằng 5 trừ 2x. Đúng chưa? Vậy thì cô sẽ đổi vế của trừ 2x qua bên này mà chuyển vế thì đổi dấu thành 2x sẽ bằng 5. 5 giữ nguyên. Y cô chuyển vế qua bên này lại là thành trừ y. Được không? Nghe hiểu không? Là cô chuyển này qua bên này, chuyển y qua bên này thì cô sẽ được là 2x bằng 5 trừ y. Y đang là dấu cộng chuyển qua là dấu trừ. 2x trừ 2x đang là dấu trừ, cô chuyển vế qua thành dấu cộng. 5 cô vẫn giữ nguyên, cô không đổi vế cho nên nó vẫn mang dấu như vậy. Vậy thì cô suy ra được là x sẽ bằng 5 trừ y phần 2. Đúng chưa? Đó, cô tìm ra được x bằng 5 trừ y phần 2. Vậy cô sẽ viết vào đây suy ra x của cô bằng 5 trừ y phần 2 để cho dễ dễ tính đúng không nào? Vậy thì với y bằng năm thì cô sẽ tính ra được là x sẽ bằng, ở đâu là có y thì cô thay bằng 5 thì sẽ được là 5 trừ 5 phần 2. 5 trên trừ 5 là bằng 0, 0 trên 2 là bằng 0. Vậy với y bằng 5 thì cô tìm được x bằng 0. Với y bằng bằng 3 thì cô cũng tìm được x. Và ở đâu có y thì cô sẽ thay bằng 3 vào thì cô được là 5 trừ 3 phần 2. 5 trừ 3 là bằng bằng 2, 2 chia 2 được. Được mấy nhỉ? Được 1 đúng không? À, tiếp theo chúng ta sẽ tìm tìm x khi y bằng trừ 1. X sẽ bằng 5 trừ đi. Ở đâu có y cô thay bằng trừ 1. Trừ 1 trên 2. Nha. Trừ nhân trừ, trừ ở đây. Nhân trừ là thành cộng. Vậy 5 thành là 5 cộng 1 phần 2. 5 cộng 1 là 6, 6 chia 2 được, 3. Dễ không? Cái dễ đúng không nè. Tiếp theo là chúng ta qua bài 43. Bài 43 thì là một bài cũng không có khó đâu, nhưng mà nhiều bạn đọc vào kiểu bị thấy lạ lắm á, cho nên nhiều bạn có thể bỏ bài này, nhưng thực sự nó rất là dễ, cho nên các em quan sát theo cô nhé. Bài 43 sách bài tập. Bài 43 sách bài tập trang 73. Các em có thể viết như vậy để mai mốt các em có thể tìm cái bài mình cần thiết một cách nhanh chóng, dễ tìm. Cho các em hàm số y bằng -6x. Tìm các giá trị của x sao cho y nhận được giá trị dương. Vậy là câu A là tìm x sao cho y nhận được giá trị dương. Thì ta có này. Y bằng -6x mà muốn mà ta cần đó là y dương dương tức là như thế nào nhỉ, biết không nhỉ? Đúng không ạ? Y dương là lớn hơn không. Đấy nhá. Dương là lớn hơn không. Vậy tương đương với điều gì ấy? Tương đương là -6 nhân x phải lớn hơn không đúng không?
À, ở đâu có y thì cô thay bằng trừ 6 nhân x vào. Dạ. Phải tương đương. Ở đây cô chia cả hai về. Ở đây xuất hiện trừ 6. Thì cô muốn mắc cái số trừ 6 này đi thì cô chia cho trừ 6. Lấy trừ 6 x chia cho trừ 6. Cô lấy 0 chia cho trừ 6. Khi chia với số âm thì dập bất đẳng thức của mình đổi chiều. Thì mình sẽ được là trừ 6 chia cho trừ 6 là hết. Ở đây cô chỉ cần x thôi. Đúng không? Không chia cho trừ 6 là được không? Vậy thì khi x nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ được là y lớn hơn 0. Vậy phần này nè là các em chị cái ý này là chỉ hiểu là chia cả hai về cho trừ 6. Đúng không? Thì chúng ta được cái dòng như thế này. Mà chia cho số âm thì bất đẳng thức đổi chiều, nhớ nhé. Vậy thì với mọi x thuộc R là thuộc số thực và x nhỏ hơn 0 thì y sẽ thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0 là y dương. Được không? Vậy tương tự như vậy thì chúng ta có tìm được x sao cho y có giá trị âm. Y có giá trị âm tức là y nhỏ hơn 0. Vậy y nhỏ hơn 0 tương đương với là trừ 6x nhỏ hơn 0. Đúng nha, cô chỉ thay thế y bằng trừ 6x vô đây thôi. Tiếp theo là để mất đi số trừ 6 thì cô chia cả hai vế của bất đẳng thức này với trừ 6 thì cô sẽ được là ở đây còn x, ở đây 0 chia cho trừ 6 thì cũng bằng 0 mà chia cho số âm cho nên bất đẳng thức của cô đổi chiều thành dương. Vậy là cái này cô chú thích là chia hai vế cho trừ 6. Nha. Vậy thì ở đây chúng ta kết luận được rằng với mọi x thuộc R là thuộc số thực đó và x lớn hơn 0 thì y của mình nhận giá trị âm là nhỏ hơn 0. Qua cái bài buổi bài hôm nay thì các em ôn lại được cho cô về khái niệm của hàm số, xác định được như thế nào cái nào là hàm số y là hàm số của x hay là y không phải là hàm số của x, xác định được hàm hằng, ôn lại những kiến thức mà về tính toán, về phân số, về số thập phân, và có một cái dạng mới là dạng xác định y để x âm hay xác định x để y âm hay dương. Thì các em nhớ ôn lại cho cô xem kỹ lại video để có thể làm bài tập tốt hơn. Bạn nào thấy video của cô bổ ích, hữu ích với các em thì các em có thể like và chia sẻ video của cô để cho những bạn khác cùng biết tới. Và nhớ đăng ký kênh của cô để nhận được những video mới nhất. Xin chào tất cả các em.